Xin chào tất cả anh em, hôm nay mình đến quay đồ điện tử tất cả 20.000 này. Đấy, các khoản tai nghe các thứ 20.000 hết. À không hẳn là tất cả chứ mà. Yeah, những cái nó ghi như thế này là giá khác này. Nó không ghi thì như này là 100.000 hết, là 20.000 hết. Anh em Bluetooth luôn. Cái này 100.000. Cái này 40.000 chứ. Đây, còn khoản bên này là 20.000 này. Máy tai nghe Daiso 60.000. Đây, dây 20.000 ở trong túi ni lông mà. Mấy khoản tai nghe này, tai nghe này 20.000 hết. Đây là cái đầu dắt từ cái điện thoại ra, chia ra hoặc là từ loa chia ra này. Nút tai thứ đây, khoản này 20.000 hết này. Đấy, khoản tai nghe rất là dài, 70cm này, 70cm này, 1m này. Đấy, đều là 20.000 hết nhá. Đây, trong túi 20.000 hết này. Đây, còn ở dưới là những cái trong cái hộp thì nó đắt hơn một chút. Như cái này trong bao thì là 20.000, trong hộp cái này là 60.000. Nó đẹp hơn một chút, đắt hơn một chút. Cái này là 60.000 này. Đây, cái này thế 80.000, nó 60.000. Cái này 100.000 chứ. Đây, 100.000, 100.000, 100.000, tai như này. Đây là các cái hộp mà đựng tai nghe này, cũng là 20.000. Đấy, hộp đựng tai nghe 20.000 nhá. Cái này cũng 20.000. Đấy, dây nối như này 20.000, tai nghe 20.000 hết. Đây là cái túi đựng điện thoại khi mà xuống nước 20.000. Cái này 20.000 này. Cái này mỗi cái dây sạc là 2 USB Type C này, 20.000 này. Mình mua cái dùng nhà này, Type C 20.000 này. Type C dài 90cm này, 20.000, 70cm 20.000. Đây, tất cả các loại này 20.000 hết, trong túi 20.000 hết. À, cũng không phải là 20.000 nhưng mà nó 100 yên thì cả thuế khoảng 110 yên thì nó cũng tới vào tầm 24.000 Việt Nam đồng gì đấy. Đây, con này 20.000. Sạc iPhone 20.000. À, con này 100.000, trong hộp còn đắt hơn. 100.000. Có loại 20.000 luôn, đây. Cái dưới sạc iPhone 20.000 đây. Bên này cái Type C, Type B 20.000 hết. Bên dưới này có một cái ba chân để mà cặp điện thoại khi chụp ảnh hoặc khi quay vlog như mình vẫn dùng, mà 100.000 này. Mình mua cái được ở hàng cũ có cũng 100.000. Rồi thì cái kẹp này cầm điện thoại tay này 20.000, nhôm này 20.000, túi 20.000. Cái này có các cái loại đồng hồ như thế này. Đồng hồ như này thì 20.000 rồi. Vậy đồng hồ như này thì 100.000, 60.000, 60.000, 100.000. Đấy. Quay đồng hồ 20cm này thì 20.000. Bên này có ốp iPhone 11 cũng 20.000. Đấy, ốp trong 20.000 này. Giữa này là ốp iPhone 8 gì 20.000 hết. iPhone 8, iPhone X. iPhone X này 20.000 hết. Ốp iPhone 6S mình ra này đắt hơn 60.000. 60.000, đấy 40.000. Tính con gấu gì 20.000 cả. Kể cả mấy cái qua như này 20.000, đắt hơn ở Việt Nam mình tí. Đây, cái bông ngoại vào cái tai nghe để khi mà mình lau cái tai nghe là lau cái chân sạc điện thoại này 20.000. Bên này là cái len này, len là chụp ảnh 20.000. Ở đây có gậy chụp sướng này, gậy chụp sướng là 60.000, chụp ảnh 60.000. Đấy, tất cả cái quay này hầu như là 20.000 hết. Bút hết cái 20.000. Cái bên này quay luôn này. Đây có kính thực tế ảo 100.000 này. Đấy, kính thực tế ảo này 100.000 nha các bạn. Đây thì có mấy cái lau đĩa. Chuột này không dây 60.000. Cái em mua hàng cũ 60.000, con này mới ở 60.000 nhưng mà hàng cũ kia thì có của Toshiba thì nó chắc là ok hơn. Đây có mấy cái điều khiển các thứ, bọc điều khiển này. Để đỡ bị bẩn xước 100.000, 20.000. Các cái đèn led như thế này cũng 20.000 hết. Em mua hai cái này về trước có chụp cảnh cho bác xem đấy, 20.000 hết. Đây là hộp để đựng cái gì đây,
không biết, nhưng mà nói chung là cũng cái này 60.000. Cái dây này, cái dây này là cũng 80.000, cái dây từ cái tin ra TV này 80.000. Đây dây mạng 40.000, 5m. Đây là có cái lau TV màn hình này, rẻ lau TV màn hình này 20.000 nhé. Cái loa này 60.000. Đấy, nói chung đồ ở cái quầy này rất là rẻ. Đây, mấy cái đầu đọc thẻ gì 20.000 hết. Quay nốt đoạn này cho nó về chả. Đoạn này là mấy cái dây phích cắm điện gì, mấy dây điện gì 20.000 này. Cái trên này thì 40.000. Đấy, họ lại là 20.000. Dưới này có mấy cái bóng đèn, đèn này 20.000. Đây, mấy cái đèn này 20.000 hết. 20.000, 20.000. Đấy, tất cả đều 20.000. Đèn này thì đấy, 4 pin nhân 3 là sao? Pin 4 nhân 3 sao? 3 cái pin, à 4 cái bóng. Có 3 cái bóng, có 3 cái bóng trong này. Đấy. Bên có loại 4 bóng, loại 3 bóng, 9 bóng. Thì đều 20.000 hết. Đây thì quay cho bác xem một đoạn là các cái đồ điện tử và đồ điện 20.000 cho các bác tham khảo này. Thì em xin phép chấm hết video để ra thanh toán để về. Cảm ơn các bác đã luôn theo dõi video em. Em xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ.